Malaysia đưa cầu thủ gốc Argentina dự AFF Cup 2022. Tiền vệ Argentina nhập tịch Sergio Aguero là một trong 23 tuyển thủ Malaysia tranh AFF Cup năm nay. Sergio Aguero trùng tên cựu tiền đạo Man City và tuyển Argentina năm nay 28 tuổi, đá tiền vệ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo River Plate. Năm 2015, Aguero sang Hungary khoác áo Tatabánya trước khi gắn bó với bóng đá Malaysia từ 2017 qua nhiều câu lạc bộ như Melaka United, Selangor, Penang, Kuala Lumpur, Seri Pahang và Perak. Anh là ngoại binh nhập tịch duy nhất khi huấn luyện viên trưởng Kim Pangon chốt danh sách 23 người dự AFF Cup 2022. Bên cạnh Aguero, huấn luyện viên trưởng Kim Pangon còn gọi thêm 4 cầu thủ có gốc Malaysia khác gồm các tiền vệ Stewart Wilkin, gốc Anh 24 tuổi, Brendan Gan, Australia 34 tuổi và các tiền đạo Darren Lock, Anh 31 tuổi, Lee Tuck, Anh 34 tuổi. Với tham vọng vô địch, Malaysia thay máu mạnh mẽ, chỉ giữ lại 6 cầu thủ từng thi đấu tại AFF Cup 2020. Số này gồm thủ môn Kalamullah Anhafiz, hậu vệ Quentin Cheng và Dominic Tan, tiền vệ Mukhairi Aiman, tiền đạo Safawi Rashid và Faisal Halim. Số còn lại được huấn luyện viên Kim triệu tập đều lần đầu dự giải. Trong 23 cầu thủ Malaysia dự AFF Cup 2022, 15 cầu thủ dưới 27 tuổi, trong đó có 8 người thuộc lứa U23. Huấn luyện viên Kim đặt niềm tin vào những gương mặt mới, đồng thời bỏ qua những cầu thủ nhập tịch từng được gọi lên tuyển như tiền vệ gốc Kosovo Liridong Krasnichi, tiền đạo gốc Gambia Mohamado Sumare hay tiền đạo gốc Brazil Guilherme de Paula. Ngoài ra, trung vệ Dion Kun đang chơi ở CS cho Jablonec, sao trẻ Lukman Hakim chơi cho KV Kocek của Bỉ cũng bị loại, dù có tên trong danh sách tập trung ban đầu. Tuy nhiên, danh sách lần này vắng bóng những cầu thủ thuộc Johor Darul Tazim, câu lạc bộ mạnh nhất Malaysia với 9 lần vô địch quốc gia liên tiếp từ 2014. Sau nhiều mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Malaysia, FAM, họ không chấp nhận nhả quân cho đội tuyển quốc gia dịp này vì AFF Cup không nằm trong lịch FIFA đây. Vì thế, nhiều tuyển thủ Malaya quen mặt chơi cho Johor Darul Tazim như hậu vệ Sarun Sat, Matthew Davis, Kokbinong, tiền vệ Siemer Katiapba, tiền đạo Siafik Ahmad, Akia Rashid không góp mặt. Dưới thời huấn luyện viên Kim, Malaysia đang đạt kết quả rất khả quan. Họ lần lượt thắng Campuchia 4-0 và Maldives 3-0 trong đợt giao hữu tháng này. Thủ quân 23 tuổi Faisal Halim gây ấn tượng khi đóng góp 3 bàn thắng. Trước đó, Malaysia cũng đánh bại Thái Lan sau loạt luân lưu ở King Cup vào tháng 9, nhưng khi ấy, họ vẫn có những cầu thủ chất lượng chơi cho Johor Darul Tazim. Sau trận thắng Maldives, huấn luyện viên Kim Pangon đánh giá: "Tôi đòi hỏi thể lực và sự chính xác từ các cầu thủ. Họ không nên để mất bóng sớm. Chúng tôi sẽ phân tích các trận đấu và tìm ra những điểm cần sửa." Ông Kim khẳng định tuyển Malaysia đang chiến đấu hết mình và rất nghiêm túc với nhiệm vụ ở AFF Cup 2022. Malaysia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Myanmar, Lào và Singapore. Ở AFF Cup 2021, dưới trướng huấn luyện viên Tan Cheng Hoe, Malaysia thua Việt Nam 0-3. Malaysia đá trận ra quân ngày 21 tháng 12, gặp Myanmar trên sân trung lập do tình hình chính trị bất ổn tại quốc gia này. Malaysia từng vô địch AFF Cup 2010 dưới thời huấn luyện viên Rajagopal. Là đội tuyển thứ tư cùng Thái Lan, Singapore, Việt Nam từng đăng quang giải đấu này. Danh sách 23 tuyển thủ Malaysia: thủ môn 3 Kalamullah Anhafiz, Kedah, Sihan Hashmi, Nezeri Sembilan, Rahadiatli Rahalim Terengganu, hậu vệ 6 Azam Asmi Terengganu, Quentin Cheng, Sarun Nazim, Fasli Matlan, Selangor, Kuzemipi, Nezeri Sembilan, Dominic Tan, Sabah tiền vệ 9, Brendan Gan, Mukhairi Aiman, Alif Haikan, Hakim Hassan, Selangor. Sergio Aguero, David Rowley, Seri Pahang, Stewart Wilkin, Sabah, Ruben Thiran, Vengetson, Petaling Jaya City, Semi Iswan, Sarawak United tiền đạo 5, Safawi Rashid, Ratchaburi, Darren Lock, Sabah, Lee Tuck, Seri Pahang, Faisal Halim, Terengganu, Hakimi Azam, Kuala Lumpur City.